có thằng nào có quyền hỏi. Chừng nào tao biết cái tội ép. Tôi nói nè, chỉ thị 12 của thành ủy nè, chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ nè. Chỉ có giấy tờ gì đi qua. Giấy tờ gì tao cướp à hả? Đang chợ mà giấy tờ gì? Sao ha? Hiện tại là tụi em đang có chỉ thị, chị có giấy tờ chị mới được đi, còn không thì chị quay lại giùm em. Người phụ nữ hai lần chửi bới thô tục ở chốt kiểm dịch, xúc phạm tổ công tác. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người phụ nữ lớn tiếng cho rằng mình ra đường thì không ai có quyền hỏi. Thôi mời chị về phường. Mời chị về phường nha. Tao không về đâu hết á. Thôi mời chị, nếu mà chị về tôi sẽ cưỡng chế. Tao không là tội phạm, mày muốn cưỡng chế bằng bạo lực, mày nghĩ mày mạnh hơn tao, mày cứ làm. Bắt xử lý phường em. Mày cứ làm. Theo ghi nhận thông tin từ công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý bà BTXD, sinh năm 1980, cụ tỉnh Ninh Thuận, trú quận 12, về hành vi không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19 và chống đối lực lượng khi thi hành nhiệm vụ. Trước đó, ngày 28 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo cháu bé trên xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 thì bị lực lượng chặn lại kiểm tra. Tuy nhiên, người phụ nữ không xuất trình giấy tờ mà lớn tiếng chửi bới lực lượng, thậm chí người phụ nữ còn dùng lời nói thô tục để lăng mạ lực lượng chức năng. Cụ thể, khi cán bộ công an trực chốt hỏi, chị ra đường để làm gì? Thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, nên người dân đang ra đường phải có lý do chính đáng. Người phụ nữ lớn tiếng cho rằng, mình ra đường thì không ai có quyền hỏi. Một lúc sau, lực lượng công an địa phương tăng cường đến, phối hợp giải quyết, một cán bộ tiếp tục giải thích. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ trực chốt kiểm soát COVID-19 khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng, đề nghị chị chấp hành lực lượng chức năng. Nếu mà chị xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ là chị vi phạm pháp luật, tôi mời chị về phường, chị không về sẽ khống chế. Mặc dù đã liên tục giải thích, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn cố cãi và xưng hô mày tao với tổ công tác và khẳng định, tao không đi đâu hết, tao không phải tội phạm, mày nghĩ mày mạnh hơn tao thì cứ làm. Tao không là tội phạm, mày muốn cưỡng chế bằng bạo lực. Mày nghĩ mày mạnh hơn tao, mày cứ làm. Bắt xử lý phường em. Mày cứ làm. Qua xác minh, sự việc xảy ra tại chốt cầu Tân Thế Nhất 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ trong đoạn clip là bà D. Theo đó, khoảng 11 giờ 33 phút ngày 26 tháng 7, công an phường Bình Hưng Hòa nhận tin báo của chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Tân Thế Nhất 8 về việc có một người phụ nữ là bà D đi đường không chấp hành nên đã có mặt đưa về phường làm việc. Tuy nhiên, bà D không chịu hợp tác mà lớn tiếng chửi bới. Điều đáng nói, trước đó vào ngày 25 tháng 7, bà D cũng đã đi đến chốt trên và bị lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra. Tuy nhiên, bà D không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi, thậm chí chửi bới, có nhiều lời lẽ xúc phạm công an. Xe của tao không có thằng nào dám mình chửi đi đâu hết á. Cái gì vậy? Tụi mày ăn cướp hả? Hả? Tụi mày giờ tụi mày là ăn cướp xe tao à hả? Đừng làm sầm. Tụi mày tao là cướp xe người ta. Đeo đây không? Tao là cướp xe người ta. Giấy tờ gì? Ăn cướp à? Ăn cắp ăn trộm gì mà sao giữ lại? Có quyền giữ à? Người phụ nữ liên tục to tiếng. Khi lực lượng chức năng chặn lại và yêu cầu xuống xe, người phụ nữ vẫn cố chấp quay xe đi vào quát lớn. Xe ra, đường của tôi đi. Trước hành vi chống đối của bà D, lực lượng chức năng buộc phải khống chế đưa về trụ sở công an để làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.